Vâng, em xin chào các anh. Đấy. Em nên tiếp một cái con loa nữa của Onkyo là con Onkyo X, con Onkyo này là con 052A cho các bác nào đang hỏi cái con này từ sáng giờ nhá. Đấy thì sáng nay chính xác từ là hôm qua là bạn Thọ bạn có quay một cái đôi 052A ở trong cái lô hàng của ngày hôm qua ấy, thì là đã có bác khách bác cứ chốt mất cái đôi đấy rồi. Đấy. Thì vẫn có những bác khách hàng là muốn nhu cầu là mua cái đôi 052A đấy thì bây giờ không có nữa rồi, thì bây giờ em kiếm ở đây là một cái đôi khác, không phải đôi hôm trước quay đấy, để lại đưa lên cho các bác nhé. Vẫn là mã 052A nhưng không phải đôi hôm trước đấy, thì là các bác hỏi nhiều quá nên em phải vào kho em kiếm một đôi cho các bác đây nhá. Đây đôi 052A đấy đây nhá, hàng về thì đây các bác nhìn thấy căng này đấy, thấy căng như hình nhá. Đấy, dòng này thì là dòng loa mút xốp nên là về là các cái gân này là đều đã được thay mới để đảm bảo là loa nó chạy tốt các bác nhá. Đấy. Vì là các cái con gân mút xốp này sau một gian dài sử dụng ở bên nước ngoài nó để bãi biết thì nó cứng rồi, nó cứng nó giòn và nó tự mục, nó tự nó hỏng nên là về đều phải thay hết nhá. Đấy. Thì quan điểm nói rõ từ đầu luôn là các bác nào mua hàng nó không bị ở mức nhá. Đấy. Đây loa Onkyo 052A công suất là 70W trở kháng là 6 ohm các bác nhé. Đấy. Con này hàng về đẹp. Đẹp hơn con hôm qua bạn Thọ bạn quay. Đấy, con hôm qua thì nó xước sát nhiều hơn, con này thì nó đẹp hơn. Nhá. Đấy, con này nói chung nó đẹp hơn. Hộp cạnh các thứ ok. Đấy. Còn trên máy nó trên loa nó vẫn sẽ có một vài vết nọ một tí, vết xước sát một tí, nó không cháy được 100% rồi. Nhưng mà nói chung con này đẹp hơn con hôm qua nhá. Anh nào lấy con này thì liên hệ ngay cho bên em đi nhá. Đây. Loa chép đom này. Mang giấy gân mút xốp các bác thấy đấy. Đấy, tất cả cái gân này đều được mang đi cho thợ ở loa người ta thay nên là đảm bảo cho quý vị là hoạt động tốt ok nhá. Đấy. Đấy. Đây. 052A đây. Xin mời các anh em một đoạn chất âm của nó nhé. Thấy rồi đấy. Con 052A này thì là đấy tiếng của nó thì cái bát nó rất là mềm và cái chép nó rất là sáng và cái chung nó cũng rất là rõ nét nhá. Đấy về các bác ghép vào âm ly hoặc là ghép vào các cục công suất nhỏ nhỏ để nghe nhạc rất ok. Đấy. Tất nhiên là đừng ghép công suất nhỏ quá nhá. Công suất của con này nó là 50W, con này là 70W trở kháng là 6 ohm ấy thì là các bác xem liệu ghép cho nó phù hợp
Đấy. Thực ra thì có nhiều bác hỏi em là những cái dòng âm ly mà công suất khoảng 200W ghép được không? Đấy thì ghép thì vẫn ghép được thôi, các bác nha, vẫn ghép được. Nhưng các bác phải lưu ý là những cái dòng âm ly mà công suất 220W đấy, công suất khá là khỏe. Đấy, công suất nó khá là khỏe. Thì các bác khi các bác vặn thì các bác nên vặn từ từ nhé. Các bác sử dụng các cái loa nhỏ này các bác phải vặn làm sao cho phù hợp công suất của loa. Đừng vặn to quá, vặn to quá là cái loa là chết nào không biết đâu. Đấy. Mình vẫn có thể dùng các âm ly to để mình chơi cái loa nhỏ này được. Nhưng các bác phải lưu ý là vặn volume ở cái mức ngưỡng của loa có thể chịu đựng được, và khi mình nghe mình cảm thấy là loa nó bị quá tải thì mình phải vặn bớt xuống nhá, bởi vì là cái công suất của bọn 220W nó rất là lớn. Đấy. Nếu mình mà mở hết công suất của cái âm ly thì khả năng thì khẳng định luôn là sẽ chết loa nhá. Khẳng định luôn là sẽ chết loa, cháy từ tép đến bát luôn, thậm chí nổ cả phân tần luôn, con này có phân tần. Nhưng mà nếu như mà các bác chơi kiểu đấy có khi nổ cả phân tần luôn. Đấy các bác nên là dùng ấy thì phải cân đối với cả công suất của loa và âm ly nhá. 220W vẫn dùng được. Trả lời luôn cái anh khách mà hôm trước hỏi trên YouTube là 220W dùng được, nhưng mình không được dùng hết công suất 220W của nó, mà chỉ dùng đến công suất là ở đây là khoảng hai loa là 70W của loa đúng không, thì dùng công suất khoảng tầm 100W, đưa lên khoảng 100W tức là khoảng tầm 9 giờ thôi là nghe rất ok rồi, thậm chí mà có thể là sẽ là hơn một tí xíu cũng được, khoảng tầm 10 giờ cũng được. Nhưng anh phải nghe ngóng loa của anh nhá, vì anh phải nghe ngóng cái loa đấy và cái âm ly của anh nhá. Vì anh là người trực tiếp nghe, anh sẽ phát hiện được là loa đến đoạn đấy nó còn chịu được tốt hay không thì anh dùng. Đấy nhá. Anh phải là người tự quan sát và tự cảm nhận cái loa của mình. Ở đây em chỉ là người đưa được cái sự lời khuyên cho anh thôi, còn ở nhà anh phải dùng sao cho phù hợp nhá. Đấy ok. Em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video tiếp theo của bên em nhá. Vâng, xin chào các anh ạ.